Hey, chào các bạn. Đây là cái cành mà mình dâm nè. Không biết các bạn có thử theo cách này chưa? Làm chơi vui chơi thôi. Mình thấy cũng hay hay. Có nghĩa là mình cắt ra xong cái mình vô một cái bầu đất như vậy, xong mình dâm. Bây giờ nó lên khỏe luôn á, lên cây bự luôn. Đất. Thì, mình mới biết được một cái cách nữa cũng hay lắm. Anh đó có cái anh gì ở Bình Dương anh chỉ á, quên tên, hôm trước thấy tên clip YouTube mọi người chia sẻ chơi. Ở đây mình có mấy cái bo này là bo ánh dương. Thì khi mà các bạn cắt ngang vậy nè, cắt cái u thường. Khi mà cắt ngang vậy xong cái mình tại dâm á thì mình không biết, dâm á tỷ lệ nó dâm nó rất là thấp các bạn, dâm nó chết không. Nếu mà các bạn mà muốn có cây zin á thì mình khuyên các bạn nên làm chiết đi, chiết cho nó chắc cú, còn dâm nó hẩm hiu lắm. Đây cái cây mình, cây zin kia nó quý nên là mình tiếc là cái nó hao học các mặt cao. Nên đó bây giờ mình nghĩ là các bạn nên chiết là cho cứu nhé, chiết là ít nhiều thì nó còn ở trong cái thân đó nên là nó có thể nuôi sống được nó, còn chứ mình dâm ngay vậy là mình thấy tiêu rồi. Thì cái này là mình làm gì nè, xong rồi mình lấy cái bọc mình cắt nó. Xong cái mình lấy cái này nè, mình bịt cái đầu lại. Như vậy là bạn để rất là lâu, nó không có bị mất nước á. Để một thời gian cái đầu cái vết này nè, nó lú ra luôn. Cái này là hôm trước có một bà cô bà đem cái, bà cho mình cái nhánh như vậy nè, mà bà bịt cái đầu này lại, bà nói phải dâm như vậy nè. Mình không biết tại sao phải dâm như vậy, mình không biết được. Thì bây giờ mình lên trên mạng mình coi thì mình mới hiểu ra vấn đề các bạn. Thì mới hiểu ra là thì ra là phải làm như vậy. Nhưng mà bó như vậy rồi xong làm bước tiếp theo như thế nào thì mình đâu không biết. Không có hỏi được. Thì theo như thấy tại mình bắt trước mình làm cái này theo á. Thì nó im lắm nè. Đây nè. Cái này mình mới cột. Cái nhánh này hơi non nè, này. Thấy không? Nó lú rồi không? Nhú rồi. Nên bây giờ mình nghĩ là mình sẽ dâm luôn cái này. Cái này ánh dương. Mình đã vô một cái bao. Tại mình thấy cái mình trồng á là nó được kìa. Chứ cái anh kia anh dạy luôn vô cái bao đất trồng như vậy. Nhưng mà hôm trước mình cũng làm nữa, nhưng mình làm không đúng kỹ thuật giống như anh nghĩ. Đó, vô đây bắt các bạn thấy. Đi vô cho cái bầu này là cứng. Nó cứng. Đó. Phải chặt nha. Đó. Xong rồi mình mới mình lấy cái này ra mình bỏ vô. Chắc thui quá. Rồi ngày nó bị hư rồi nữa. Nước nhiều quá tại vì bị nước mưa. Kệ luôn đi, chơi luôn. Cô bác anh chị nè, thấy không nè, nó lú cái loại không? Cô bác anh chị nè mà có làm cách này xem con làm coi có nó có bị sai gì không mà chỉ dạy cho con. Mình chưa có ngộ được cái vấn đề này. Đây nè không? Đây là nó lú rồi, nó sắp gà gãy luôn nữa không? Hình như nếu mà người ta đãi về để cho nó gà gãy luôn á ơi. Hình như là vậy á. Để chút mình bó mấy cái kia lại coi. Xong mình đãi tới khi nào nó gà gãy luôn. Còn cái phần này mình sẽ đi dâm. Dâm theo cái cách của anh kia. Rồi mình sẽ bươi cái này lên. Đó, bỏ nó vô.
xong rồi các bạn dùng cái dây với các bạn cuột cho nó sẽ được kính ra luôn, cuột cái nước, có nghĩa là nó không có cho nước mưa vô luôn. Tại vì cái trong cái phần cho cháu này nè là nó có độ ẩm mà. Mục đích của mình nén chặt cho mình nghĩ là để cho nó không bị sụt sịch, không bị động rễ. Cái nó chặt luôn. Đó. Giờ mình sẽ để một góc bên này. Ở đây. Mấy tháng này. Rất là lâu. Để được mấy tháng trời. Thì cái cây này cũng vậy thôi. Cây này là mấy tháng luôn. Bây giờ nó ra rễ đầy chứ này. Mình nhổ nó ăn coi. Cái này anaconda nè. Mình cái này là mình làm trước khi thấy cái video đó. Bây giờ mình kiếm cái chậu mình vô luôn đi chứ mình để nghe chi cho nó động rễ ta. Ê, vô luôn. Mở nó ra. Thấy rễ nó ra không? Rễ ra luôn không? Giờ để đây chậm tiếp. Cây khá là dài. Này dòng trồng cho rễ nó khỏe lên xong rồi mình ghép cũng được nữa. Tại mình có ghép rồi. Có ghép cây tương tự đó. Mình không sao. Tốt, khỏe tốt. Tốt chán luôn. Đó không phải là một bụi duy nhất đâu mà các bạn, đây là một bụi nữa nè. Cái này thì mình không có, cái cây này nó bị chết à, nhưng mà nó cũng có hai cây lên. Nhưng mà cái này mình dở cái là mình không ém chặt cái bầu, không không có chặt cái bao nè, nên nó bị sụt sịch. Chứ mình ém chặt nữa, nên nó không ém chặt mà vẫn lên ha. Thấy chưa? Nên là dâm trong cái bọc này ngon lắm. Tại vì khi mình cột đừng có chích lỗ nha, không có chích lỗ cho nó xì nước đâu. Thực tế là nó sẽ duy trì cái độ ẩm ở trong này hoài à. Nó vừa độ ẩm vừa phải, đừng ẩm quá. Cái nước của mình là nó cái đất của mình là đừng bị ẩm quá, xong mình bó chặt lại là nó lên ra rễ bự luôn ha. Bành kỳ luôn. Giờ là đem ra trồng là sống nhân đó, dâm là mình dâm vậy đó, nhưng mà nó cái tỷ lệ nó cũng không cao bằng chiếc nha. Thì dâm này những cây nào mà xứ mà nó nhiều thì mình dâm cho nó vui thôi, chứ nếu mà cái cây những cây mà quý thì các bạn nên chiếc đi, chiếc ngon hơn, chiếc dễ ra rễ hơn các bạn đó. Rồi, chúc các bạn thành công nha. Và gặp nhiều may mắn.